Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, trước máy quay của chúng tôi ngày hôm nay, tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn ở cái phân khúc Big Up Cabin Cab, là chiếc xe bán tải đấy ạ, thuộc phân khúc của hãng đến từ thương hiệu rất nổi tiếng từ Mỹ đấy ạ. Đó chính là hãng Chevrolet. Thưa với quý vị và các bạn, đây chính là chiếc xe Chevrolet Colorado phiên bản LTZ. Thưa với quý vị và các bạn, là phiên bản LTZ nó là cái phiên bản đầy đủ đồ rồi, đầy đủ option rồi, từ số tự động này, hai cầu này, và có đầy đủ các option ví dụ như là phanh khoảng cách, cảnh báo lệch làn, cảnh báo áp suất lốp, đè nổ từ xa, lên xuống kính tự động. Đấy, thưa với quý vị và bạn, và chủ xe cũng đã độ thêm rất là nhẹ nhàng, tức là gọi là độ thêm nhẹ nhàng, ví dụ như là lắp thêm 4 cái ốp lốp này, 4 ốp lốp 4 góc nhá, và ốp cabo này, đèn bi xenon, đèn gầm là đèn bi xenon ạ, độ đèn gầm thôi, chứ đèn led này là đèn led nguyên bản của xe có hết rồi, đèn led nguyên bản rồi. Và chiếc xe này được sản xuất năm 2018, đăng ký tên tư nhân, đăng ký năm 2018 và mới lăn bánh có 2.6 km thôi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Colorado này ạ. Và trước khi tìm hiểu về xe thì tôi cũng chia sẻ thông tin với quý vị và các bạn, chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 598 triệu đồng và chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn trong vòng 6 năm với lãi suất rất ưu đãi, vay tối đa lên đến 70% giá trị của xe. Vậy quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến những chiếc xe bán tải thì quý vị và các bạn nên cân nhắc ạ, tại vì nó ở cái tầm tiền này thì quý vị và các bạn đi mua chiếc xe bán tải thì riêng Colorado này option thì nó ngang với chiếc xe Wildtrak rồi, mà giá chỉ ngang với chiếc xe Ranger thôi. Thưa với quý vị và các bạn ạ, giá chỉ ngang với chiếc xe Ranger mà quý vị và các bạn được sử dụng một chiếc xe nó có option ngang với chiếc Wildtrak cơ ạ. Đấy, thì là đây là cũng là một cái việc mà để cho quý vị và các bạn nên cân nhắc ạ. Sau đây thì tôi sẽ không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu nữa. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu về chiếc xe bán tải Chevrolet Colorado 2018 này đấy ạ. Mời quý vị và các bạn. Đầu tiên thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn hãy cùng tôi đi một vòng quanh xe này để xem nào chủ xe đã độ lên những cái gì nào đã nào. Vâng, thưa với quý vị và các bạn, đó chính là những cái ốp lốp này, chủ xe đã độ thêm này, ốp cabo này, và đặc biệt là chủ xe đã độ thêm một cái nắp thùng thấp đấy ạ, nắp thùng thấp có vai thể thao, cái kiểu nắp thùng này thì rất giống với những chiếc xe mà Wildtrak hay độ đấy ạ. Đấy, thưa với quý vị và các bạn ạ, đây, mời quý vị bạn xem một vòng, thứ nhất là xem về đồ độ đã, thứ hai là xem là nó có xước sát thì không đã nào. Chiếc xe này thì chúng tôi cũng mua về cái là không phải sơn xiếc gì nữa đâu, vì ở cái phân khúc bán tải này thì xước sát các thứ có thể bỏ qua được, tại vì là nó ở cái phân khúc bán tải thôi, chứ nếu như những chiếc xe sang hoặc những chiếc xe sedan thì chúng tôi phải làm thật kỹ, làm thật đẹp để cho quý vị và các bạn đến xem là ưng. Chứ dòng mà bán tải này thì phần lớn xước sát thì chấp nhận được. Đây, tôi ví dụ như là nó xước sát ở những cái phần nhẹ nhàng như này đấy ạ. Đấy, phần nhẹ nhàng ở những cái phần góc ba rờ sốc, xước sát rất là nhẹ nhàng thôi, có thể chấp nhận và bỏ qua được. Và quý vị và các bạn thấy đây ạ, chủ xe đã độ thêm là cái đèn gầm. Đèn gầm là đèn bi xenon, rất là sáng ạ. Và xe thì cũng đã được trang bị là cảm biến trước rồi, cảm biến trước sau, camera lùi là xe đã có sẵn rồi. Và đây là cái phần giải đèn led nhé, tôi đang không nổ máy cho nên là cái đèn led này nó không sáng, chứ khi mà nổ máy lên cái là cái giải đèn led này nó sẽ sáng hai bên đây ạ. Đây là cái giải đèn led này rất là đẹp, nguyên bản của nhà sản xuất đã có đèn led rồi cơ, chứ những xe khác muốn có đèn led phải độ thêm. Đấy, và chủ xe cũng đã dán thêm cái phần nhựa đen, phần ốp đèn đây ạ, phần ốp này là phần là chủ xe đã dán lên. Đấy, cả hai bên luôn ạ. Và hai cái đèn này còn rất là mới, rất là đẹp luôn, chưa có đâm đụng hay là va chạm gì cho nên là nó không có bị nứt vỡ đâu, còn nguyên bản và còn rất là sáng ạ. Đấy, lốp thì còn rất là dày. Đây, thưa với quý vị và các bạn ạ, chiếc xe mới lăn bánh được có 2.6 km thôi và được sản xuất năm 2018, Colorado cũng không xước sát nhiều đâu quý vị và các bạn ạ, rất là đẹp đấy, rất là đẹp và rất là mới. Cái cụm đèn hậu cũng vậy ạ, chủ xe cũng đã bọc thêm một cái lớp nhựa này, tức là dán cái phần ốp này để cho nó bảo vệ cái đèn. Đấy, phiên bản LTZ rồi, là cái phiên bản cao cấp đấy ạ.
có cả cảm biến lùi, camera lùi, đây là cái phần này. Camera lùi của xe đây ạ. Và bên dưới này là cái phần này, cảm biến lùi. Đấy. Cảm biến lùi của xe đây ạ. Và đây là cái phiên bản này, Colorado máy dầu. Rất là đẹp luôn. Lốp rất là dày và rất là mới. Đây là cái phần gầm, phần lớp sơ cua đây, thưa với quý vị và bạn, cũng còn rất là mới luôn. Mặc dù là cũng đã hạ lốp sơ cua rồi nhưng còn rất là mới, rất là đẹp. Đây là cái phần gầm của xe. Đấy. 2018 cho nên là rất là đẹp. Mặc dù là chúng tôi chưa có sơn xiếc gì lại đâu, nhưng mà thưa với quý vị và các bạn này, chiếc xe này nó cũng không xước sát gì nhiều đâu ạ. Quý vị và các bạn nhìn qua thì quý vị và các bạn cũng đã thấy được đấy ạ. Hôm trước tôi quay lên chiếc xe cũng Colorado màu xanh, còn chưa sơn một vết nào cơ, còn nguyên của nhà sản xuất cơ. Vì là chiếc xe đây là 2019 mới chạy 1.1 vạn, chiếc này là 2018, kém nhau một đời cho nên là giá nó cũng rẻ hơn. Và đấy thì quý vị và các bạn thấy là chủ xe lắp thêm một vài điểm, tức là độ nhẹ nhàng thôi, nhưng mà cũng làm cho chiếc xe thêm rất là phong cách ạ. Vừa khỏe vừa rất là phong cách đấy ạ. Rất đẹp. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm với chiếc xe bán tải Colorado này thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Quý vị và các bạn có thể kết bạn Zalo, chúng tôi tư vấn trực tiếp trên Zalo, hoặc là quý vị và bạn có thể qua xem trực tiếp tại địa chỉ 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi ạ. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi video để xem về chiếc xe bán tải Colorado 2018 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Vừa rồi thì tôi cũng đã quay hết về cái phần ngoại thất cho quý vị và các bạn cùng xem rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tiến vào xem về cái phần nội thất của chiếc xe. Bước vào đầu tiên chúng ta xem về cái phần cánh cửa nào. Keo chỉ cánh cửa đây, thưa với quý vị và các bạn tất cả là còn nguyên bản hết ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi cam kết thứ nhất là còn nguyên bản này, không tai nạn, không ngập nước, máy móc nguyên bản, keo chỉ cũng còn nguyên bản ạ. Đây, và cái táp bi cửa đây rất là mới, rất là đẹp luôn. Vô lăng cần số cũng còn rất là đẹp, tại vì là chiếc xe này là 2018 thưa với quý vị và các bạn ạ. Đấy, vô lăng rất là mới luôn. Tôi sẽ bật cái điện lên cho quý vị và bạn xem về cái phần đồng hồ của chiếc xe này nhé. Đấy, đây là cái phần đồng hồ của chiếc xe này. Tôi cho nhỏ cái radio đi để nói cho quý vị và các bạn dễ nghe nhé. Đầu tiên là tôi sẽ cho quý vị và các bạn xem về cái phần đồng hồ này. Chiếc xe đã chạy được 2.6 km rồi. Và riêng về option thì chiếc xe này có những cái không kém con Wicheck đâu, mà có một số cái còn hơn cơ. Có option giống Wicheck ở cái điểm này, ví dụ như là cảnh báo phanh khoảng cách đây ạ. Phanh khoảng cách này, tôi bật trên này nó sẽ có luôn này. Đấy. Phanh khoảng cách này. Cảnh báo lệch làn đây ạ. Cảnh báo lệch làn đây. Đấy. Cảnh báo lệch làn. Phanh khoảng cách, cảnh báo lệch làn rồi, đi rất là an toàn ạ. Và thưa với quý vị và các bạn là nội thất thì rất là đẹp, rất là mới đấy ạ. Ghế cũng đã được là ghế chỉnh điện rồi. Đây, thưa với quý vị và các bạn ạ, ghế chỉnh điện rồi. Ghế chỉnh điện 8 hướng. Đèn auto. Hệ thống đèn auto. Điều hòa tự động. Đấy, thế cho nên là những chiếc xe ví dụ như Mazda BT50 hoặc là Ford Ranger XLS hoặc là Nissan Navara. Đấy, một số những cái loại đấy thì option không bao giờ thể so được với chiếc xe Colorado này được ạ. Con này nó chỉ so với Wicheck thôi. Và nó còn hơn cả Wicheck ở cái phần là ví dụ như kính auto này, lên xuống kính tự động luôn này, và đèn nổ từ xa. Đấy là cái phần mà hơn ở chiếc xe Wicheck này, hơn Wicheck ở cái phần đấy ạ. Hơn Wicheck ở cái phần này. Đây cho quý vị và các bạn xem hết luôn đấy ạ. Đèn nổ từ xa thì để tôi cho quý vị và các bạn xem luôn nhé. Tôi lại giới thiệu cho quý vị và các bạn
Tại vì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn nhiều về cái phần đề nổ của chiếc xe Chevrolet rồi. Tại vì là tôi không phải có một chiếc xe Chevrolet này mà tôi đã có bán rất là nhiều Chevrolet rồi ạ. Tôi cũng giới thiệu lên vài chiếc về cái hướng dẫn về cái đề nổ từ xa hoặc lên xuống kính từ xa rồi ạ. Đây, thưa với quý vị và các bạn, tôi sẽ thao tác đề nổ từ xa cho quý vị và các bạn xem nhé. Đấy, chiếc xe đã bắt đầu nổ rồi. Đấy, quý vị và các bạn thấy có tiện lợi không ạ? Colorado nó hơn Whitechapel là ở cái điểm đấy đấy ạ. À, và khi mà chúng ta muốn tắt đi thì chúng ta lại đấy, tắt máy cũng chỉ bằng cái điều khiển này thôi ạ. Và lên xuống kính tự động cũng vậy ạ. Nếu như mà quý vị và các bạn mà ra khỏi xe mà quên chưa kéo một cái kính nào cả thì là nó sẽ tự động nó lên trước khi khóa cửa. Và nếu mở cửa đây thì kính nó sẽ tự xuống đây ạ. Quý vị và các bạn xem tôi mở cửa nhé. Đấy, quý vị thấy kính nó tự xuống như này, đóng là kính lại lên này. Đấy, rất là hay ở cái xe Colorado này ạ, mà Whitechapel không có được đâu ạ. Và đây là cái phần cánh cửa phía sau bên phụ ạ, keo chỉ cũng còn nguyên bản ạ. Táp lô thì rất là đẹp rồi, không phải giới thiệu gì nhiều thì quý vị các bạn thấy luôn ạ, xem camera thấy luôn đấy ạ. Và cái bậc cửa thì chủ xe cũng đã rất là cẩn thận ốp thêm một cái phần inox này để bảo vệ chống xước này, cả bốn cái bậc cửa và lót sàn rồi, lót sàn da rồi. Đây, lót sàn da cho nên là rất là sạch sẽ và đẹp đẽ luôn. Nội thất da rất là mới. Đấy, thưa với quý vị và các bạn ạ. Chất lượng thì quý vị và bạn có thể yên tâm tuyệt đối vào chiếc xe này. Nếu như quan tâm thì chúng ta có thể đến với nhau là bàn việc về giá thôi ạ. Và đây là chiếc táp bi cửa phía sau bên phụ ạ, keo chỉ cũng còn nguyên bản hết luôn đấy ạ. Chúng tôi cam kết là không va chạm gì cả, keo chỉ còn nguyên bản ạ, ốc bản lề cũng còn nguyên đây. Rất là mới, rất là đẹp luôn. Trần rất sạch sẽ này, da rất là mới luôn. Ghế rất là mới, quý vị có thấy nó mới không ạ? Và đây là chiếc táp bi cửa bên phụ ạ, keo chỉ cũng còn nguyên bản luôn. Táp bi rất là mới, rất là đẹp. Táp lô đây ạ, thưa với quý vị các bạn nó còn rất đẹp luôn. Chủ xe đi ít mà lại giữ gìn cẩn thận thì là chiếc xe nó luôn luôn đẹp thôi. Rất là mới. Tôi sẽ giới thiệu thêm cho quý vị và các bạn về cái option của chiếc xe. Xe cũng đã được là cái trang bị là vô lăng được khâu da này. Vô lăng khâu da và rất là đẹp luôn. Còn rất là mới đấy ạ. Đây, quý vị các bạn nhìn thấy nó rất là mới này. Vô lăng rất là mới này. Cần số được bọc chrome cũng còn rất là mới này. Tay phanh cũng vậy ạ. Và xe thì đã được trang bị là phanh khoảng cách này, cruise control này, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng này. Đấy, đây là trên cái đồng hồ đấy, quý vị và bạn xem về cái phần phanh khoảng cách này. Đấy, có thể điều chỉnh ở xa gần, cảnh báo lệch làn này, điều hòa tự động. Đấy, điều hòa tự động, tôi tạm tắt đi cái đã. Điều hòa tự động này. Đấy, và cảm biến này, cảm biến trước sau đều có hết rồi, camera lùi. Và điều đặc biệt mà rất nhiều người quan tâm ở chiếc xe bán tải và đòi hỏi ở cái xe bán tải này là phải là hai cầu, thì chiếc xe này đã có hai cầu rồi quý vị các bạn nhé. Số tự động hai cầu bản full. Đấy, quý vị các bạn xem lại một lần nữa về cái phần táp lô táp bi, táp lô táp bi cửa đây. Tôi quay rất chi tiết cho nên nếu như quý vị và các bạn nào mà ở xa chưa có thể sắp xếp được qua xem xe, quý vị và các bạn xem video clip thì quý vị và các bạn cũng đã đánh giá được cái chất lượng của chiếc xe này nó như thế nào rồi ạ. Chiếc xe nó cứ như thế nào thì tôi quay lên là nó như thế vậy luôn đấy ạ. Đấy, tôi quay chi tiết luôn cho quý vị và các bạn xem. Vậy quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe bán tải này thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883, hoặc mời quý vị và bạn có thể sắp xếp thời gian qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Chevrolet Colorado này ạ.
Và cái điều đặc biệt mà tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn ở chiếc xe Colorado này là từ năm 2018, chính là từ cái đời của xe này đây, là Chevrolet cũng đã thay đổi, đã trang bị cho chiếc Colorado này là một cái động cơ mới, động cơ cực kỳ thông minh ạ. Động cơ này lại có 2.5 lít thôi, vẫn giữ nguyên công suất và lại tiết kiệm nhiên liệu rất là nhiều. Trước đó thì là Chevrolet trang bị cho chiếc Colorado là một cái khối động cơ 2.8 lít, nhưng bắt đầu từ đời này, từ 2018 này là đã còn 2.5 lít thôi, vừa tiết kiệm nhiên liệu mà lại công suất không bị thay đổi, vẫn khỏe và tiết kiệm được nhiên liệu. Và cái điều quan trọng nữa là tôi cho quý vị và các bạn xem đây ạ, chiếc xe này nó còn nguyên bản này, ốc cabo nguyên bản này, keo chỉ cũng còn nguyên bản hết luôn đấy ạ, ốc cabo nguyên bản này, keo chỉ nguyên bản này. Ốc còn nguyên bản hết đấy ạ. Ốc xương đầu, các thứ là còn nguyên bản hết ạ. Và thưa với quý vị và các bạn là động cơ của chiếc xe này còn rất là đẹp, không những nó còn nguyên bản và còn rất là đẹp luôn đấy ạ. Mặc dù chúng tôi mua chiếc xe này về là chúng tôi cũng không dọn dẹp kỹ đâu, vì nó ở cái phân khúc bán tải chúng tôi không làm kỹ đấy ạ. Nó vẫn chỉ có bẩn thôi ạ. Đây này, bẩn cái này là nếu như mà tôi sẽ đánh đi cái này đi là nó hết này. Lấy khăn đánh, chịu khó đánh đi là nó hết đây. Hoặc là đây, nó đánh đi như chúng tôi cũng chỉ dọn dẹp qua loa đi thôi. Đây, vẫn còn bẩn luôn đấy ạ. Dọn dẹp qua loa đi một chút cho nó sạch sẽ hơn một chút thôi, chứ còn không cần phải dọn kỹ như ở những cái phân khúc xe sedan hoặc những chiếc xe sang thì chúng tôi phải dọn kỹ. Như những chiếc xe ở cái phân khúc bán tải này chúng tôi cũng chỉ làm qua đi một chút thôi, nhưng thực sự ra là nó còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Vì mới lăn bánh được có 2.6 km thôi thì nó rất là đẹp rồi, rất là mới rồi. Vậy quý vị và các bạn nào mà quan tâm đến chiếc xe này thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ luôn theo số hotline ở góc dưới phía bên phải màn hình quý vị và các bạn nhé. Và đây thì tôi cũng tiện đây tôi cũng quay luôn cái cho quý vị và các bạn xem về cái phần chủ xe độ thêm cái nắp thùng sau, gọi là nắp thấp đấy ạ. Nắp thấp có vai thể thao luôn. Đây là cái nắp thùng rất là tiện lợi ạ. Đây là mở cái nắp thùng ra này. Đấy, quý vị và các bạn thấy chưa? Để đồ đạc các thứ này rất là tiện. Đấy. Rất là đẹp luôn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe bán tải Chevrolet Colorado 2018 số tự động bản full 2 cầu này thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Hoặc quý vị và các bạn có thể kết nối Zalo. Nếu như quý vị và các bạn sắp xếp được thời gian thì chúng tôi mời quý vị và bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video tại đây. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.